Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: Ai trong các ông có 100 con chiên và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, từ thời xưa trong Cựu Ước thì những trang Kinh Thánh Cựu Ước đã nhắc đến trái tim Thiên Chúa. Tiên tri Hô-sê đã từng nói về sự thổn thức mà Thiên Chúa giống như là một hình ảnh con người, một hình ảnh của một người cha trước cái sự ngang bướng, trước sự phản bội của con mình. Người cha ấy đã phải thổn thức. Trong tiên tri Ô-sê, lời của Thiên Chúa: Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập chúng đi. Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ. Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Hỡi Ê-phra-im, làm sao ta có thể bỏ ngươi được? Hỡi Israel, làm sao ta có thể nộp ngươi được? Làm sao ta có thể xử với ngươi như đối với Adma? Lẽ nào ta làm cho ngươi như Sê-bu-im? Quả tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Đứng trước tội lỗi của con người, đứng trước tội lỗi của dân Chúa, lúc bấy giờ là dân Israel, lời của tiên tri như nói thay cho lòng dạ của Chúa: Hỡi Ê-phra-im, lẽ nào ta bỏ ngươi? Hỡi Israel, làm sao ta có thể nộp ngươi được? Nghĩa là đứng trước tội lỗi, sự công bằng của Thiên Chúa, một bên thì đòi phải trả cho được sự công bằng ấy, nhưng một bên vẫn là tình yêu níu kéo, khiến Thiên Chúa phải thổn thức, khiến Thiên Chúa phải bồi hồi. Người không thể ra tay theo lòng công thẳng của mình để dẹp tan tội lỗi của con người, để dẹp tan cái ách mà con người quàng vào mình là sự xa cách Thiên Chúa. Trong khi đó, tình yêu lại lôi kéo, lại làm cho Thiên Chúa cảm thấy đau đớn rứt ruột. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Cuối cùng thì sự công thẳng đã phải nhường chỗ cho tình yêu thương xót, để Chúa tha thứ, để Chúa đón nhận, để Chúa làm cho con người từ những kẻ phạm tội bất nghĩa với Chúa, từ những kẻ vô nghi, từ nay trở thành những người được Chúa ưu tuyển, được Chúa tuyển chọn. Dù là tội lỗi con người, hay đúng hơn dân của Chúa và từng người chúng ta, vẫn được Chúa chấp nhận, vẫn được Chúa tiếp tục trao ban sự sống của người. Và để con đường trao ban sự sống ấy thành toàn, Chúa đã trao nộp chính con của mình, Chúa đã trao nộp chính Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, người con duy nhất ấy. Từ ngàn xưa Chúa đã cho thấy lòng Chúa quặn thắt, diễn tả Thiên Chúa, lời của tiên tri diễn tả hình ảnh như nhân,
tức là diễn tả như con người, để cho biết, biểu lộ cái tình cảm, sự quặn thắt của Chúa. Tôi xin lặp lại với anh chị em lời tiên tri làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Tiên tri Ô-sê viết rằng: quả tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Và vì thế, sự công thẳng đã nhường lại cho lòng thương xót, để chỉ còn lòng thương xót mà thôi đưa Thiên Chúa đến sự hiến mình. Người đã hiến chính mình nơi người con của Người, để cái ngày mà Chúa Giêsu Kitô trao thân trên thánh giá đổ máu cho chúng ta, Người đã bày tỏ trái tim thật sự. Từ nay không còn chỉ là lời để mặc khải cho ta biết Chúa có một trái tim, Chúa có một cõi lòng, mà quả thật nơi Chúa Giêsu đứng là Thiên Chúa làm người, trái tim ấy đã thương tích thật sự, trái tim ấy đã đổ máu thật sự, trái tim ấy đã gục ngã thật sự vì chúng ta, vì con người, vì tội lỗi của thế gian. Anh chị em thân mến, trong ngày người ta đâm thủng trái tim Chúa là ngày mà ở đó tình yêu của Thiên Chúa trào tràn. Trong ngày mà chính nhân loại chúng ta giơ lưỡi đồng để đâm thẳng vào lòng ngực, để rót hết mọi giọt máu, mọi giọt nước trong trái tim ấy đổ ra cho chúng ta, cũng là ngày Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Người ở đỉnh cao trong ơn cứu độ mà Chúa dành cho chúng ta. Một tình yêu đụng trần, một tình yêu đụng trần và lớn cho đến nỗi chúng ta không còn diễn tả được nữa. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ của con người để có thể nói về tình yêu của Chúa được nữa. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu có lần bảo rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã trao ban con của Người. Cái liên từ đến nỗi là cái liên từ diễn tả đậm đặc. Chẳng hạn như tôi nói với anh chị em, tôi vui đến nỗi, tức là anh chị em hiểu rằng tôi vui lắm. Hôm nào tôi giận lắm, cho nên tôi diễn tả cái liên từ đến nỗi với anh chị em, tôi điên đến nỗi, điên không còn chỗ nào mà kể được nữa, nóng bừng bừng, sững cồ. Lúc đó anh chị em biết rằng trong người tôi nghĩa là khủng khiếp lắm. Cái liên từ đến nỗi nó ngắn ngủi, nó nhỏ, nó đời thường, nhưng nó lại diễn tả sự cao. Và nó diễn tả cái cao ấy trong tình yêu của Thiên Chúa chúng ta là một cái cao vô lối, một cái cao hết sức, một cái cao không biên giới. Khi nói Thiên Chúa yêu đến nỗi ban con của Người, thì bây giờ không phải chỉ là trái tim Chúa ở đó bồi hồi, ruột gan Chúa thổn thức nữa, mà Chúa đã đành trao con của Người. Nhưng cái chữ đành sẽ làm cho anh chị em hiểu rằng Thiên Chúa gượng ép trao con của Người không. Vì yêu chúng ta, Chúa đã trao thật sự, Chúa đã hiến tế con mình thật sự. Và nơi Chúa con, chính Thiên Chúa đã hiến tế mình trong tình yêu. Khuôn mặt của Chúa con đã trở thành một tuyệt tác của tình yêu, nói lên khuôn mặt dịu dàng của Thiên Chúa, nói lên khuôn mặt của đấng từ tâm vô cùng của Thiên Chúa, nói lên khuôn mặt của đấng vô vàn xót thương và sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng trao ban chính mình, sẵn sàng tha thứ cho loài người. Nơi Chúa Giêsu Kitô khắc họa đến vô cùng tình yêu như biển trời, tình yêu không thể so sánh, tình yêu mà chúng ta không thể lấy núi để so, lấy biển để dò, lấy trời cao để đo. Một tình yêu ngút ngàn. Thưa anh chị em, lời của chúng ta, ngôn ngữ của loài người không thể diễn tả nổi. Tôi đành nói với anh chị em bằng những từ ngữ vô cùng, trước hết là từ ngữ của Kinh Thánh. Khi chúng ta nhắc đến trái tim Chúa thổn thức,
ruột gan Chúa bồi hồi. Và chúng ta nói đến một cái sự diễn tả mà chính Chúa Giêsu đã khắc họa. Thiên Chúa yêu trần thế đến nỗi ban con của Người, để ai tin vào Người Con ấy thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Và rồi bằng ngôn ngữ cạn kiệt của loài người, tôi nói với anh chị em, một tình yêu không thể đo, một tình yêu không thể sánh, một tình yêu không thể lường, một tình yêu không có bất cứ cái gì có thể đem ra mà ví được. Đó là tình yêu của Chúa chúng ta, đó là tình yêu vút cao của Chúa chúng ta, đó là tình yêu vời vợi của Chúa chúng ta, đó là tình yêu ngút ngàn của Thiên Chúa. Tôi không biết diễn tả thế nào về tình yêu ấy. Tôi chỉ nói với anh chị em rằng hãy cảm nghiệm. Càng cảm nghiệm thì chúng ta mới hiểu tình yêu ấy lớn đến mức độ nào. Có ai đời là Thiên Chúa uy quyền, Thiên Chúa tập trung tất cả quyền phép, quyền năng và sự oai phong của mình, giàu có của mình, thì lại trở thành một Thiên Chúa gục ngã ở trên thánh giá vì chúng ta. Có ai nghĩ rằng một Thiên Chúa vô cùng lớn lao, sang trọng, cao cả, tuyệt vời lại trở thành một Thiên Chúa gục ngã nơi chính thân xác của một kẻ như một tên tử tội trên thánh giá, đổ hết không còn giọt máu nào, đến lúc đã chết, đến lúc đã nhắm mắt tắt thở mà loài người còn đang tâm róc vào lòng ngực của Chúa để moi đến giọt máu cuối cùng, Thiên Chúa ấy vẫn chấp nhận, vẫn để cho loài người hành quyết đến cùng Người Con của Người. Thì khi tôi nói như thế, anh chị em mới hiểu rằng sự cảm nghiệm cần với chúng ta biết bao nhiêu để chúng ta khám phá ra tình yêu lớn lao của Chúa. Không nói được đâu anh chị em, không thể nói bằng lời của con người được đâu. Tôi muốn yêu ai, tôi không ngồi đó tôi nói tôi yêu ông, tôi yêu bà là đủ. Nhưng tôi yêu ai, tôi sẽ ấp ủ trong lòng tôi, tôi sẽ ấp ủ nơi trái tim tôi, tôi sẽ ấp ủ trong tâm trí tôi. Sự cảm nghiệm mà tôi gọi là ấp ủ ấy sẽ là điều cho chúng ta tiến tới tình yêu của Chúa mình, hiểu được phần nào về động lực mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong tình yêu của Người. Có ai đời là một Thiên Chúa cao cả như vậy lại có thể gục ngã đến như vậy đâu. Vậy mà Chúa đã làm được, nếu không phải tình yêu thì là cái gì? Và trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô còn nhắc lại tình yêu của Chúa đẹp vô cùng, thưa anh chị em. Mà tôi nghĩ rằng nếu Thánh Phaolô không cảm nghiệm thì Người cũng không thể nói được như vậy. Thưa anh em, Thiên Chúa mà chính Con của Người, Người còn trao cho ta thì Người còn tiếc với ta cái gì nữa? Và chính Chúa Giêsu là đấng chết cho ta thì làm sao Người có thể tố cáo ta được? Chỉ có tình yêu của một đời người đã cảm nghiệm, thấu vào tình yêu của đấng dành cho mình mới có thể thốt lên như thế. Làm sao Thiên Chúa yêu chúng ta mà Người có thể lên án chúng ta? Làm sao Chúa Giêsu Kitô đã chấp nhận chết cho chúng ta mà Người lại có thể tố cáo chúng ta trước tòa Chúa được? Cho nên chúng ta hãy yên tâm, đấng đã thương và vẫn thương vô cùng, đấng muôn đời vẫn dành cho loài người một tình yêu thương xót, một tình yêu tha thứ, một tình yêu đón nhận, một tình yêu cứu rỗi, không bao giờ mất đi, không bao giờ liệm tắt. Chúa trung thành với tình yêu vô biên ấy của Người. Nhìn lên trái tim Chúa Giêsu và mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu hôm nay, tôi chỉ muốn gửi đến anh chị em hai chữ tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, để mỗi người chọn cho mình lối sống, cách sống đáp trả lại tình yêu ấy.
đừng có ngồi đó mà nói Chúa yêu rồi hết, mà hãy là chọn lựa cho mình cách sống đến với Chúa, lối sống làm sao để có thể thỏa mãn, nếu không hết 100% tình của Chúa dành cho mình, thì cũng là cách nào đó chúng ta đáp lại. Đừng bao giờ để cho tình yêu của Chúa trôi tuột qua đời mình như giọt nước trôi qua kẻ tay, đừng, mà hãy là đáp lại, biết mình đã được yêu, biết Chúa đã không bao giờ chối từ mình, biết đấng là Thiên Chúa vô cùng yêu thương đến vậy, thì đừng bao giờ sống vô nghĩa với người, đừng bao giờ sống vô tâm với người, đừng bao giờ trở thành kẻ mà chúng ta gọi là cái bệnh ngày hôm nay người ta hay nói tới bệnh vô tâm đó, chúng ta không màng tới. Đừng bao giờ như vậy. Hãy để lòng Chúa uống nắng chúng ta, hãy để trái tim người uống nắng chúng ta, hãy để cho cõi lòng chúng ta hướng về Chúa để chúng ta sống. Và tôi nói với anh chị em, nhắc lại một lần nữa để kết thúc, đó là hãy chọn cho mình cách sống, hãy chọn cho mình lối sống, đáp lại chính tình yêu không thể nói hết mà Thiên Chúa dành cho mình. Tôi không biết diễn tả thế nào, tôi chỉ nói với anh chị em rằng tình yêu của Chúa là một tình yêu đụng trần. Nó đã đụng trần thì không còn thể nào giọt được nữa, giọt qua được nữa, đụng trần. Hãy đáp lại một tình yêu đụng trần ấy bằng đời sống của mình, bằng sự đáp trả của tình con thảo mà mình dành cho Chúa, như chính Chúa Giêsu đã noi gương dành cho Thiên Chúa bằng bài học cuộc đời của người dạy chúng ta. Anh chị em đứng và tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức